Xin chào các bạn. Bữa hôm nay dịch bệnh bên Việt Nam rất là căng thẳng, thì người dân Việt Nam bị bắt ở nhà cách ly cho tới khi dịch bệnh hết căng thẳng. Thì hôm gài có rất là nhiều người khóc lóc, nói là rất là khổ, không có cơm ăn các bạn. Thì có nhiều người họ cứ tưởng là ở bên Mỹ này người Mỹ rất là sung sướng. Nói thật sự thì ở bên Mỹ bây giờ cũng rất là khốn đốn các bạn. Bằng chứng là mặc dù mình là chủ tiệm nail, thì các bạn cứ tưởng tượng á, ở bên Mỹ mà các bạn biết, tưởng tưởng tượng mà chủ tiệm nail là ăn sen lắm các bạn nha, nhưng mà không phải đâu nha. Vì là thấy không, bây giờ bên 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 Việt Nam là dịch bệnh căng thẳng, ở bên Mỹ là thấy chủ tiệm nail bên Mỹ là phải tự trồng rau để luộc ăn các bạn. Nói chung là bây giờ dịch bệnh cũng khổ lắm. Còn thế bạn không, sáng sớm ăn ăn một bánh mì. Hồi xưa ở bên Việt Nam mà các bạn đang ăn một bộ bánh mì á, là mà các bạn ăn còn nửa khúc là các bạn giục. Nhưng mà ở bên Mỹ các bạn tưởng tượng đi, các bạn ăn ổ bánh mì các bạn còn dư, các bạn phải gói lại để chút nữa ăn tiếp, không có giục nữa nha. Tại vì nói chung là bây giờ dịch bệnh ai cũng khổ hết các bạn, không phải là bên Mỹ là sướng đâu nhé. Không, hồi xưa ăn ăn ổ bánh mì ăn xong mà không hết là giục bỏ, không giục bỏ hay là cho chó ăn các bạn. Thời buổi bây giờ dịch bệnh là phải phải cuốn nó lại hâm lại ăn. Cho nên các bạn đừng nói là bây giờ dịch bệnh khổ quá cho Việt kiều gửi tiền về Việt Nam để cứu trợ đi, nó thật sự Việt kiều Mỹ cũng nó cũng khổ lắm nha các bạn. Để bây giờ mình hâm cơm là mình ăn cái đó, hổm gài các bạn biết không. Nói chung là hồi xưa thì ăn hết tô, nhưng mà bây giờ là dịch bệnh là ăn 2 kg dịch thôi. Cái này là lửa dịch khìa các bạn, mỗi một ngày ăn 2 cái thôi đó. Ăn cái này chắc cũng cả tháng nha. Bởi vì dịch bệnh thì ai cũng khổ như ai phải không. Có nhiều người thì họ có tiền thì họ làm từ thiện, không mình thì cũng có tiền nhưng mà mình không làm từ thiện. Tại sao vậy? Nói chung là làm từ thiện thì rất là khổ các bạn. Tại vì nói chung là ở bên Mỹ này cũng có nhiều thứ để lo lắm, không không phải giống như ở bên Việt Nam. Không, bên Việt Nam khổ thì nó có cái khổ bên Việt Nam, còn bên Mỹ thì nó có cái khổ của bên Mỹ các bạn. Đó, chủ tiệm nail mỗi ngày ăn nhiêu thôi, ok các bạn. Mình mới mở tủ lạnh ra thì mình mới phát hiện trong tủ lạnh của mình có thêm cá lòng tong nữa. Hổm gài đi đi ra sông vớt cá lòng tong về ăn đó, hay không. Mỗi một ngày là người ta nói là chế độ Mỹ, mà chế độ Mỹ là mỗi ngày ăn khúc thôi, mỗi ngày ăn khúc thôi. Bây giờ đi hầm lại ra. Hổm gài là mình chọn chế độ nhà chồng phải không, thấy không. Sáng sớm đi đi làm nail người ta cứ tưởng là ở bên Mỹ là Việt kiều là sướng đó các bạn. Các bạn đi lao động ở ở phương Tây đó, người ta nói là đi đi xuất khẩu lao động nước nước ngoài đó, đúng không. Cho em đi Mỹ đi anh ơi đó. Bây giờ mình phải ăn phải trồng dưa leo đen để tiết kiệm tiền các bạn, mình phải thủ cho dịch bệnh sau này. Ăn cho em đi Mỹ đi anh ơi đó. Bà con đâu thấy cảnh này không, cho ít tiền các bạn ta không. Người ta cứ tưởng Việt kiều ở Mỹ là lúc nào cũng ăn sang hết trơn á, không mở miệng ra xin tiền là xin không quá mở miệng ra xin tiền là xin 100 tỷ rồi. Việt kiều ở Mỹ nhiều tiền lắm mà cho giờ cho bẹo vậy. Họ có biết không, họ đã biết là Việt kiều ở Mỹ cũng cực khổ mà. Các bạn biết không, có nhiều người lắm, mỗi một ngày họ ngồi à, mỗi một người ở bên Mỹ á, mỗi một ngày mà họ họ đi làm họ ăn gì nè, ăn cơm không rồi đó. Họ họ nghe điện thoại họ kêu lên cái bang một cái là họ mở tin nhắn ra là bên Việt Nam nhắn lên qua: anh ơi bữa nay cho em xin 500 triệu đi, anh là Việt kiều mà chẳng lẽ anh không có 500 triệu. Bên Việt Nam á xin ít lắm anh ơi, giờ không là dịch bệnh bên Việt Nam khổ quá, anh cứu trợ tụi em đi, cho tụi em 500 triệu đi không. Thì những cái người ở Mỹ á họ ăn chén cơm họ ăn cũng vô không? Bây giờ bên Việt Nam xin 500 triệu tiền ở đâu mà cho. Trời, bây giờ tao ở Mỹ mà tao phải ăn cơm với lại các cô quạt. Nhưng mà
Nhưng mà bây giờ mình nói với người Việt Nam á, mình nói là bây giờ tôi ở bên Mỹ tôi không có tiền, không, tôi ở Mỹ tôi nghèo lắm, thì họ lại không tin các họ nói trời mấy đứa này ở Mỹ nó sướng thất bại luôn. Mấy đứa này nó ở Mỹ nó sướng chết bà luôn, nó ăn tôm hùm với cua hoàng đế, nó chạy xe hơi đời mới mà nó không có tiền, chắc nó không muốn cho. Không không rồi không bởi vì Việt kiều họ họ hay hát các bạn, bà con đâu thấy cảnh này cho ít một tí chơi này chơi kia. Các bạn biết có nhiều người ở Việt kiều á, có nhiều người sống ở Mỹ họ muốn về Việt Nam chơi lắm các bạn, họ muốn về Việt Nam chơi lắm, nhất là cái mùa dịch này nè, nhưng mà họ lại không dám về các bạn, tại vì họ về họ phải lo đủ thứ. Không, Việt kiều nó về á chơi rất là dễ, nhưng mà Việt kiều về chơi á phải lo cái này lo cái kia lo cái nọ, mà lo ít á, lo ít thì bị nói là trời Việt kiều dởm, cho nhiều á thì không có tiền các bạn. Bây giờ về Việt Nam chơi á thì không cho là không được, nó mang tiếng Việt kiều nó khổ lắm. À, bây giờ mỗi một ngày Việt kiều ở bên Mỹ, mỗi một ngày Việt kiều ở bên Mỹ đi làm ăn cơm như vậy hả bạn, thấy không đó, bây giờ bên Việt Nam á họ tưởng mình là Việt kiều là sang lắm phải không, xin điện thoại à, là cho hai cái iPhone đi, iPhone 12 Pro Max nha. Bởi có mấy người họ không dám, họ không dám nói thẳng ra các bạn. Ngon quá. Ăn cơm mà xong rồi này, để ngày mai ăn tiếp các bạn, tạm biệt các bạn.